Việt Nam 06-45 rút ngắn ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong năm 2018 sẽ lắp đặt 4 trạm quan trắc tự động nhằm đo và tổng hợp số liệu thông tin về chỉ số môi trường không khí và nước. Dự kiến đến năm 2020, đơn vị này sẽ xây dựng thêm 2-3 trạm tự động và 225 trạm bán tự động nhằm tạo thành mạng lưới phủ kín TP để có thể nhìn rõ bức tranh ô nhiễm. Kinh phí cho chương trình lên đến gần 500 tỷ đồng. Ông Thắng nhìn nhận hiện nay hệ thống quan trắc ở TP rất yếu kém, lạc hậu. Kết quả đo và công khai trên 48 bảng điện tử giao thông trễ hơn thực tế 2 tháng. Vì vậy, việc đầu tư các trạm quan trắc tự động sẽ giúp cập nhật thêm thông tin từng ngày, bảo đảm tính kịp thời. Nguồn NLD.